Hôm nay chúng ta học là về văn hiến ở Đôn Hòa. Đôn Hòa là một huyện lỵ, nó nằm ở giữa phía tây của Trung Quốc trên con đường Tơ Lụa. Mà nó đúng ra thì ở cách cái huyện lỵ Đôn Hòa 20 cây số về phía đông nam có một cái hang động, một cái núi rất lớn là Mạc Cao. Thì ở tại cái núi, cái hang động Mạc Cao này, ngày xưa từ thế kỷ thứ năm cho tới đời nhà Nguyên thế kỷ thứ 14, tức là khoảng 900 năm, thì các vị tu tăng sĩ đục đá, đục núi làm thành cái hang động, rồi có khi là tu tập một mình, hoặc là có khi là tạc tượng của Đức Phật, hoặc là vẽ các sự tích như trong kinh Lục Độ để mà quán chiếu tu tập. Thì cho tới ngày nay, trải qua khoảng 900 năm, thì ngày nay ở hang động Mạc Cao người ta có khoảng là 550 hang động. Đó là công trình này là do các vị tự nguyện tự đục núi ra để mà tu tập. Thì trong khoảng một thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ nó có tất cả là 550 hang động và có khoảng 2.000 tượng và có khoảng 50.000 mét vuông bích họa, tức là các cái bức tranh mà các vị vẽ hoặc là cảnh về tiền thân của Đức Phật bố thí để mà tu tập vân vân, thì có tất cả là 50.000 bức họa như vậy. Thì vào ngày 25 tháng 5 năm 1900 thì cái hang động này ngày xưa thì là do các vị tu sĩ Phật giáo, cho tới bây giờ người ta giữ nguyên hiện trạng để cho chúng ta đi tham quan. Thì đó là tất cả những hang động của các vị tu sĩ Phật giáo. Nhưng mà dĩ nhiên sau đó thì một thời gian dài thì không có người ở, không có người tu tập, thì các đạo sĩ thì của đạo giáo tu tập. Thì vào ngày 25 tháng 5 năm 1900, một ông đạo sĩ tên là Vương Yên Lục, ông ta mới phát hiện ra trong một cái hang động thứ 16. Như tôi đã nói là ở Mạc Cao này, ở tại Đôn Hoàng này, nó có tất cả là khoảng 550 hang động. Thì ông đạo sĩ này thì ông ở trong cái hang đó, ông tu tập như vậy. Thì có một hôm thì ông hút thuốc lá xong rồi mới dắt lên trên cái bờ tường này. Ông dắt lên, ông để đó để một nửa, ông để lại mai hút tiếp. Nhưng mà khi ông để lên, người vô tình nó bị rớt xuống. Thì ông ta mới phát hiện ra là ở bên kia nó không phải là đặt, mà nó còn một cái hang nữa. Ông ta mới tặng cái bức tường đó ra, thì mới phát hiện ra tất cả một kho sách gọi là viết tay. Thì quý vị biết rồi, thì tuần sau chúng ta sẽ học đó là cái ở Trung Quốc, khi mà in cái kỹ thuật mà in ống nó phát triển vào đời nhà Tống, tức là thế kỷ 11 đi, thì mới có in ống. Thì trước đó là chép tay. Thì ông ta phát hiện ra khoảng là nguyên một cái phòng toàn là sách viết tay. Thì ông ta mới rất là nhiều, dĩ nhiên trong đó có Hán văn, có Sanskrit, có chữ Tây Tạng, có và có cả những chữ mà bây giờ đã bị gọi là tử ngữ, tức là không còn, ví dụ như chữ Tây Hạ hay là chữ Hội Hồ vân vân, rất nhiều ngôn ngữ trong đó. Nhưng mà ông ta mới báo cáo lên cho chính quyền địa phương, thì chính quyền địa phương mới báo lên cho chính quyền trung ương Bắc Kinh bây giờ. Thì quý vị biết vào năm 1900 thì Bắc Kinh đang vào trong cái thời kỳ của bà là cuối đời nhà Thanh, thì lúc đó bà Thừa Hy Thái Hậu là đang là nắm quyền. Thì lúc đó là các nước Tây phương, cụ thể là tám nước Tây phương đang gọi là xâm chiếm và phân chia cái mảnh đất của Trung Quốc. Thì trong đó có Anh, có Pháp, có Mỹ và có cả Nhật. Thì lúc đó thì một cái đống giấy gọi là viết tay không đẹp đẽ và cũng không là coi như có giá trị gì hết, thì báo lên chính quyền Bắc Kinh. Lúc đó thì cũng đang là đối phó với là giặc là ngoại xâm, cho nên là cũng không có nhắc tới nó, tôi cứ để yên vậy. Thì 7 năm sau
7 năm sau, năm 1907, thì ông Vương Lục Nam cứ giữ nguyên hiện trạng đó. Dĩ nhiên nói là giữ nguyên hiện trạng đó, mà ông ta cũng lấy ra, ông ta mới là vón thuốc lào ông ta hút trong vòng 7 năm trời như vậy. Thì vì thật ra nếu mà chúng ta nhìn, chúng ta cũng thấy nó không có giá trị hết á, nó cũ kỹ, bạn viết tay nó không có giá trị. Thì tới năm 1907, một cái ông này là một nhà khảo cổ người Anh tên là Âu Sten. Orenstein, ông này là người Anh, ông sinh năm 1862 mà mất năm 1943. Thì lúc đó ông ta đang ở tại đâu quý vị? Ông ta đang ở Ấn Độ, tại vì Anh xâm chiếm Ấn Độ, Pháp xâm chiếm Việt Nam. Thì lúc đó ông này là nhà khảo cổ đang ở tại Ấn Độ, do đó từ Ấn Độ đi qua bên Trung Quốc rất là gần. Năm 1900 không phải như bây giờ, năm 1900 nếu có đi thì đi tàu thủy, và thứ hai nữa là đi bằng ngựa hoặc đà hết rồi, chứ cũng không có máy bay, cũng không có xe hơi như bây giờ. Phải tới năm 1940 mới đầu mới có xe hơi, mà mới có người nhà giàu mới đi được trước đó. Thì từ Ấn Độ ông ta mới là đi qua cái vùng Đôn Hoàng này, đi qua đây. Đây là lần thứ hai ông ta ra là một nhà khảo cổ, thì ông ta đi qua, ông ta thám hiểm. Thì tình cờ ông ta nghe được rằng là ông Vương Yên Lục này gọi là phát hiện ra một số thư tịch cổ. Thì lúc đó ông ta mới trả cho ông Vương Yên Lục là 500 ruby, và ông ta mới mua được như vậy là khoảng 15.000 đơn vị. Cái từ đơn vị này á, nó từ đơn vị là có khi một quyển sách cũng là một đơn vị, có khi một tờ cũng là một đơn vị, có khi một nút áo cũng tính là một đơn vị, có khi một mảnh vải là một tà sa cũng gọi là một đơn vị. Do đó ông trả 500 ruby, ông ta mua được như vậy là 15.000 đơn vị như vậy, chứa được trong 24 cái lương. Và ông ta mướn như vậy là 40 cái con lạc đà để mà trở về Bắc Kinh. Trong lần Bắc Kinh ông ta mới thuyền về Anh chứ không về Ấn Độ. Thì do cái công lao mà ông ta đem các cái thư tịch này về Anh thì mới là, vì ông ta là nhà khảo cổ, quý vị nên nhớ nhà khảo cổ, do đó cho nên là tất cả sách vở ông ta được để đâu quý vị? Bảo tàng. Thay vì sách vở thì để ở thư viện, nhưng mà theo cái nhìn nhận của ông này, đây là một là bảo vật, cho nên là được giữ ở trong viện bảo tàng của Anh, gọi là The British Museum. Và do cái công lao mà ông ta đưa được một số, tất như là rất là nhiều cái thư tịch cổ về Anh, do đó ông ta được hoàng đế nước Anh phong tặng cho ông ta chức hiệu là Sir. Rồi từ đó cho đi chúng ta thấy ông ta đọc là Sir Orenstein, nó là tương đương với là chức là hầu, công hầu bá tử tử nam mình, thì được phong tặng cái chức Sir này cho ông ta là do cái công lao về đóng góp về văn hóa của ông ta như vậy. Đến năm 1908, một người Pháp tên là Paul Berlioz, ông này là người Pháp, ông lúc ông ta đang sống đâu quý vị biết không? Hả? Ở Việt Nam. Vì lúc đó Pháp đang xâm chiếm Việt Nam, và ông ta là một nhân viên của trường gọi là Viễn Đông Bắc Cổ. Thế, khi mà nghe tin như vậy thì anh này mới đi qua bên này, đi qua. Và dĩ nhiên và trong 40 ngàn đơn vị như vậy thì ông Stan này mới lấy được 15.000, còn hơn nữa thì ông này mới qua, và ông trả cho ông Vương Yên Lục bao nhiêu tiền quý vị biết không? Bây giờ ông ta phải trả 500 lượng vàng. Chúng ta thấy là ông Stan trả có 500 ruby ít lắm, chưa được một lượng. Nhưng mà ông này qua, ông kia cũng đã biết giá của nó rồi. Ông Vương Yên Lục đã biết giá, và ông Berlioz này càng biết giá của nó hơn. Để ông ta trả 500 lượng, nhưng với điều kiện, vì ông này là nhà, không phải là nhà khảo cổ học, mà là nhà ngôn ngữ học.
ông ta thông suốt 13 ngôn ngữ, trong đó có Sanskrit, có cả Hán văn, 13 loại. Do đó nên là ông ta trả 500 đồng vàng với điều kiện là cho ông ta vào trong cái kho đó, ông ta phải đọc hết, đọc cái tượng của nó để ông ta lục, chứ không phải là mua mão như cái ông Sen này. À, ông này ông vào chọn đưa 500 lượng vàng, xong vào ông ta đọc trong 3 tuần lễ. Ông ta đọc 3 tuần lễ, ông ta đưa ra 3 tiêu chí. Cái tiêu chí thứ nhất để ông ta chọn, ông ta không lấy hết. Ông ta nói ông ta không lấy hết, ông ta lấy một số thôi. Cái tiêu chí thứ nhất của ông á là phải có niên đại. Có niên đại. Tại thì thường thường thì một quyển sách viết rồi sau đó thì năm nào bao nhiêu ai viết à, thì nội riêng cái tiêu chí thứ nhất này ông ta chọn được 500 cuốn, và trong tất cả các thư viện về thư tịch về Đông Hoàng thì thư viện của Pháp, tức là cái bộ sưu tập của ông Peleus này, có khoảng 500 bộ là có niên đại là quý giá nhất trong số đó. Còn hôm nay ông mang về thì nhiều hợp, 15.000 quyển thì nhiều hợp đó, 15.000 đơn vị nhiều thật đó, nhưng mà mua mão thôi, ông này không biết, vì nhà khảo cổ thôi, không phải là nhà ngôn ngữ không, ông này không. Thứ hai nữa, nếu là hán văn, thì phải là những bộ không có trong Đại Tạng Kinh. Chính vì cái điểm này, do đó cho nên là có nhiều bộ và ông ta nhựa vào cái bộ sưu tập của ông Peleus này, người ta mới làm sáng tỏ được lịch sử của thiền gọi là Nam Đốn của ngài Huệ Năng, tức là sau đó không những là chỉ dừng ở ngài Huệ Năng mà sau đó còn có ngài Thần Hội, và cũng dựa theo bộ này người ta biết được lịch sử của gọi là đạo giáo, hay nữa là Mani giáo. Mani giáo bây giờ chúng ta nếu mà đọc trong các tác phẩm của Kim Dung thì chúng ta có nghe tới Mani giáo, thì đạo đó của Ba Tư nó bị diệt vong rồi, nhưng mà nhờ vào trong cái bộ sưu tập này người ta biết được, và ngoài ra còn biết được là cảnh giáo tức là Thiên Chúa giáo, và một tôn giáo nữa mà bây giờ chúng ta không biết, đó là Tam Giai giáo. Tam Giai tức là một tôn giáo, thực ra nó chia làm 3 giai đoạn, thực ra đây là cũng là của Phật giáo thôi. Nhưng mà không lập một tông, mà lập ra một tôn phái riêng, một tôn giáo riêng gọi là Tam Giai giáo. Nhưng mà về sau này bị đàn áp, cho nên bị coi như là bị tiêu diệt, mất đi. Người ta chỉ còn hiểu biết được Tam Giai giáo nhờ thư tịch ở trong Đôn Hoàng. Thì Tam Giai giáo này tức là nói rằng một tôn giáo mà chia làm 3 giai đoạn, 3 thời kỳ, tức là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp, và do cái tôn giáo này được hình thành vào khoảng thế kỷ thứ 6 ở Trung Quốc, tức là lúc đó là vào đầu của thời mạt pháp. Do đó cho nên là kêu gọi mọi người tu hành, nhưng mà có một cái cực đoan của tông phái này, tức là không có liên hệ, không có quan hệ giao tiếp với tất cả các tông phái của Phật giáo. Do đó cho nên là có sự cực đoan và có sự gọi là chống đối lại nhà nước bây giờ, cho đó là bị đàn áp và sau này là bị mất. Bây giờ chúng ta không có còn biết được Tam Giai giáo, mà chỉ còn biết được qua cái thư tịch cổ, nhất là ở Đô Hoàng. Và cái tiêu chí thứ ba của ông đề ra, tức là ngoài Hán văn, và ông ta ưu tiên cho các ngôn ngữ không thuộc Hán văn và Sanskrit. Thì trong đó ví dụ như là những ngôn ngữ ông văn của đâu tôi hoàn toàn không biết, nhưng mà ông ta cứ lấy về sau này, mãi sau này các nhà ngôn ngữ học của Nga và Nhật hợp tác lại mới giải mã, mới đọc được, đó là chữ Tây Hàn. Nước này cũng bị mất rồi, cho nên là chữ không ai đọc được, hay là chữ Hồi Hồ, vân vân. Đó là tất cả những ngôn ngữ không thuộc Hán văn, không thuộc Sanskrit, không thuộc Tạng văn. Thì là những chữ mà là những ngôn ngữ của các nước đã chết, như là Tây Hàn, Hồi Hộp, vân vân. Vấn đề là ở chỗ ông này, khi ông ta mua như vậy thì 500 lượng này, ông ta mua như vậy khoảng có 5.000 điểm thôi, 5.000 điểm, không nhiều. Tuy không nhiều nhưng mà rất có giá trị.
Nhưng mà khi ông ta về tới Bắc Kinh, à, lúc đó là muốn đi đâu thì đi phải về Bắc Kinh, xong lúc đó là mới đi ra khỏi nước được, thì ông ta về Bắc Kinh, ông ta mới khoe với các học giả của Trung Quốc. Ông ta nói là bây giờ ông vừa mới mua được từng này sắc rỡ rất là quý giá như vậy, mà ở tại cái hang mặt cao đó còn khoảng độ là 20.000 điểm nữa đại khái vậy. À, thì lúc bấy giờ thì các học giả của Trung Quốc mới làm thư gửi lên cái lên triều đình nhà Thanh lúc bấy giờ là yêu cầu là phải gọi là thu hồi, tịch thu hết tất cả việc đó quốc bảo. À, vì cái thời này á, lúc đó nhà Trung Quốc cũng vậy, Việt Nam cũng vậy, chưa có cái luật về gọi là cổ vật, à, chưa có, do đó cho anh mang ra vô là được tự do, được là thoải mái. Nhưng mà nếu trong thời buổi này không được, vậy là đặt cổ vật anh mang ra không được, chẳng những không được mà anh lại bị đi tù vì luật pháp nó quy định. Còn thời đó thì chưa có cái luật về cổ vật, do đó anh chỉ khoe thì là các học giả Trung Quốc mới thấy vậy, đề nghị lên triều đình nhà Thanh. Triều đình nhà Thanh mới là cử người xuống là trưng dụng hết, tức là tịch thu hết lại. Nhưng mà cái gì xảy ra quý vị biết không? Tới lúc thì tới với bên Trung Quốc, Bắc Kinh, Trung Quốc mới cho người xuống, đó là nói đây là cổ vật là tịch thu hết. Thì ông Vương Nguyên Lục, ông này cũng khôn, ông ta biết này có giá, ông ta giấu đi một số để cho anh đưa về một số đó thôi. Mà cái người mà mang về nó không như bây giờ, nó không có như kiểm kê bây giờ. Nếu bây giờ là kiểm kê là mình cho vô thùng bán lại vân vân. Thì cái người á, cái anh này anh mang về á, thì cũng ảnh có hai việc là cũng y như anh Vương Lục. Một thứ nhất là anh cũng giấu, ngoài việc anh giấu ra còn cái việc thứ hai nữa, biết sao không? Thì các cái quyển ngày xưa ta viết tay xong rồi là lấy chỉ á khâu, chứ làm gì mà có keo mà dán chắc như bây giờ, mà chỉ khâu như vậy thì trải qua hàng ngàn năm như vậy nó sẽ bị mục. Thì bắt đầu cũng một quyển thì kiểm kê cũng là 120 quyển chứ nha, 120 quyển, thì một quyển này anh nên tách làm hai, tức là nộp lên có một nửa thôi, xong rồi còn một nửa kia giấu đi. Do đó cho nên hiện bây giờ có tình trạng là có khi cũng một quyển kinh Vima, một nửa thì nằm ở việc cái thư viện này, một nửa nằm ở thư viện khác, là nó do là trong cái quá trình di chuyển từ Đôn Hoàng về và các cái ông này ông mới tách nó ra, tách một quyển thấy nó dày, từ tách ra nộp thì lúc đó đâu có kiểm kê mà kỹ như bây giờ, là một quyển nó bao nhiêu trang đâu có, xuống bây giờ là cứ mạo hết rồi về chính cái việc làm là không có cẩn thận đó, cho nên mà ông tách ra hai ra, là do đó cho nên về nộp nghe như là đủ, nhưng mà thực ra thì là vẫn có còn sót. Do đó sau này tới năm 1912 là cái đoàn thám hiểm của Otani của Nhật. Nhật Otani này là thuộc là Tịnh Độ Chân Tông. Tịnh Độ Chân Tông cho tới bây giờ vẫn là một tông phái là lớn nhất ở Nhật. À, thời thì tới thế kỷ thứ 17, thời của tướng quân gọi là Tokugawa Ieyasu, thì lúc bấy giờ có sự tranh chấp với chủ trì rất là lớn, người tranh chấp chủ trì. Thì lúc bấy giờ thì ông tướng quân này ông muốn làm cho cái thế lực của cái Tịnh Độ Chân Tông này nó giảm đi, do đó cho nên là ông ta giúp đỡ cả hai người, anh này muốn chủ trì cho ra một miếng đất to, anh này muốn chủ trì cũng cho ra một miếng đất, do đó cho nên nó cũng là Tịnh Độ Chân Tông theo cái ở chia ra làm hai miếng đất rất là lớn, hai chùa rất là to ở trước ở Kyoto, do đó trước nhà ga Kyoto giờ có hai chùa rất là to, gọi là một là Đông Bản Nguyện Từ, một là Tây Bản Nguyện Từ. Thì là Đông Bản Nguyện Từ nó thuộc là Otani, Otani là Đông Bản Nguyện Từ, Tây Bản Nguyện Từ nó là Ryukoku, tức là Long Cốc. Thì Otani này ngày xưa ông gọi là Suzuki, ông ta làm việc ở đây và ông ta thành lập lên cái tạp chí của người đông phương là ở tại đây. Đó, thì cái đoàn thám hiểm Otani này của Nhật thì qua đó thì cũng mua được một ít nữa, và
từ đây nó xảy ra cái tình trạng, thì sau này nó xảy ra cái tình trạng là có một số gọi là văn bản giả. Dĩ nhiên là cái bộ sưu tập ông Sen là một, ông Belot là hai thì không có, nhưng mà sau này ở Bắc Kinh, ở Đài Loan hoặc là ở Nga cũng có, thì nó có một số cái hiện tượng là các văn bản giả cổ, thì là nó từ nó phát xuất từ ở trong Đài Loan. Như vậy thì là chúng ta thấy là cái các văn bản của Đông Hoàng được là phát hiện ra như vậy thì nó nằm ở tại bảo tàng của Anh Quốc, tại thư viện, khi ông Belot thì mang về Pháp thì để ở thư viện của Pháp, và Trung Quốc thì là mang về thư viện Bắc Kinh. Và cái đàn của Otani Nhật Bản thì rất tiếc là ông này ông khi mà ông đi thám hiểm như vậy thì ông mượn tiền đi, vì sau này phá sản ra thì là tất cả các thư tịch mới bán đi thì nó bị rải rác đi rất là nhiều thư viện ở Nhật một ít, rồi qua các nước rồi Đài Loan hoặc là Trung Quốc cũng có một ít, nhưng mà nhiều nhất là ở Anh, thứ hai là Pháp và ba là Trung Quốc. Thì ngày xưa ở khi mà để mà tiếp cận đọc các cái bản thư cổ này rất là khó, thì các thư viện lớn, các thư viện của các trường đại học á, thì người ta chia ra làm hai loại, tức là ba phòng, tức là một loại tức là chúng ta vào chúng ta gặp các sách vở để gọi là ở trên các giá, hoặc là chúng ta tra trên mạng thì cho các gọi là học sinh đại học là có thể là mượn được. Nhưng mà còn một loại thì riêng có một cái hầm riêng để dành cho các sách chuyên môn, thì dành cho các gọi là những người là sau đại học, rồi khi anh muốn vào đó thì có gì mượn cái chìa khóa, anh vào đó anh mở anh coi, xong rồi anh muốn mượn cái nào thì anh nên mượn. Còn một loại thứ ba thì những loại thư tịch cổ như vậy thì phải là những học giả mới được, chứ còn các học sinh sau đại học cũng không được. Do đó cho nên là phải các học giả ngày xưa, ví dụ như là ông Suzuki hoặc là ông Hồ Thích vân vân, khi mà đi qua Anh về những người là học giả nổi tiếng mới đọc được những thư tịch này. Nhưng mà ngày nay thì do là kỹ thuật in ấn phát triển, do đó cho nên là người ta đã scan và ta in ra tất cả các bộ đó, do đó là chúng ta muốn đọc thì chúng ta mua về chúng ta sẽ đọc một cách dễ dàng. Thì về tư liệu, tôi về mục lục ở đây là chỉ là mục lục nha quý vị. Thì có bộ là Đôn Hoàng Di Thơ Tố Tông Mục Lục, do là bác sĩ là tiến sĩ gọi là Huỳnh Vĩnh Vũ chủ biên, là do nhà xuất bản gọi là Tông Văn Phong ở Đài Bắc xuất bản năm 1986. Thì quý vị ghi rõ vào, nếu mà sau này quý vị muốn là tra cứu tìm hiểu thì chúng ta mua bộ này về để mà chúng ta tra cứu. Và đây chỉ là mục lục thôi, thì mục lục này ghi hết tất cả các đầu đề sách ở tại thư viện Anh Quốc, ở Pháp, ở cả Bắc Kinh, ở Đài Loan, ở Nhật và kể cả Nga vân vân, thì là ghi mục lục tất cả các đầu sách. Nhưng mà dĩ nhiên là bộ này chỉ ghi là tất cả những kinh sách có liên hệ tới Phật giáo thôi, chứ không phải là tất cả. Bộ thứ hai tên là Đôn Hoàng Di Thơ Tổng Mục Sách Dẫn Tông Biên. Cái bộ trước là của Đài Bắc, tức là của Đài Loan in, bộ thứ bộ này, bộ thứ hai là của Trung Quốc in. Tiếng Việt của bộ thứ nhất là Đôn Hoàng Di Thơ Tối Tông Mục Lục. Bộ thứ nhất Đôn Hoàng Di Thơ Tối Tông Mục Lục, Huỳnh Vĩnh Vũ bác sĩ chủ biên. Cái bộ thứ nhất đó nha. Bộ thứ nhất là Đôn Hoàng Di Thơ Tối Tông Mục Lục, Huỳnh Vĩnh Vũ bác sĩ chủ biên, Đài Bắc, Tông Văn Phong xuất bản công ty năm 1986. Được chưa? Chưa. Lâu dữ vậy. Tăng Văn chữ Phong. Phong. Phong xuất bản công ty, đó là bộ thứ nhất. Bộ thứ hai. Đôn Hoàng Di Thơ Tổng Mục Sách Dẫn Tông Biên.
Đây là bộ thứ hai. Bộ thứ hai là Đôn Hoàng Di Thơ, tổng mục sách dẫn tông biên. Đôn Hoàng Nghiên Cứu Việt Biên, tức là cái bộ này là do cái việc nghiên cứu Đôn Hoàng biên tập, là do thư cục của Trung Hoa xuất bản. Bộ đầu tiên là của Đài Loan xuất bản, bộ này bộ thứ hai là của Trung Hoa xuất bản, Trung Quốc xuất bản. Đôn Hoàng Nghiên Cứu Việt Biên, tức là do việc nghiên cứu Đôn Hoàng biên tập, do Trung Hoa thư cục xuất bản năm 2000. Bộ thứ hai tên là Đôn Hoàng Di Thơ, tổng mục sách dẫn tông biên. Rồi Đôn Hoàng Nghiên Cứu Việt Biên là tức là do việc nghiên cứu Đôn Hoàng biên tập. Trung Hoa thư cục, tức là do Trung Hoa thư cục xuất bản năm 2000. Đôn Hoàng Nghiên Cứu Việt Biên. Rồi chưa? Như vậy á, về mục lục. Mục lục thì có hai quyển, một quyển của Đài Bắc Yên và quyển của Trung Hoa Yên. Bây giờ chúng ta về nội dung. Trời đất ơi, cái này về thư tịch cổ thì chữ Hán thì ai có học thì nghiên cứu có, đâu đã dịch. Nếu quý vị chưa dịch thì quý vị dịch sang chữ Việt. Đây là về nội dung. Quyển thứ nhất là Đôn Hoàng Bảo Tàng, do ông Huỳnh Vĩnh Vũ phát triển, chủ biên Hải Pháp. Về nói về nội dung thì chúng ta có quyển Đôn Hoàng Bảo Tàng là Huỳnh Vĩnh Vũ bác sĩ chủ biên. Chữ bác sĩ đây tức là tiến sĩ đó. Ở Nhật với Trung Quốc ta gọi là bác sĩ, HKC tức là tiến sĩ, do tiến sĩ gọi là Huỳnh Vĩnh Vũ chủ biên, là do công ty gọi là Tân Văn Phong xuất bản ở tại Đài Bắc vào năm 1980. Cái này có 140 quyển. Từ quyển thứ nhất cho đến quyển thứ 55, đó là bộ sưu tập của ông Sten ở tại Anh Quốc. Vũ hay Bảo cũng vậy. Từ quyển 1 cho tới quyển 55 là của ông Sten, tức là bộ này á có 140 quyển, nên là người ta scan lại, chúng ta in ra, tức là có những cái chỗ mà nó rách, nó mất chữ như thế nào người ta để nguyên như vậy. Thì từ quyển 1 tới quyển 55 đó là bộ sưu tập của ông Sten. Quyển thứ 56 cho tới 111 là bộ sưu tập ở thư viện Bắc Kinh. Quyển thứ 112 cho tới 140 là bộ sưu tập của ông Belios. 56 đến 111 là của Bắc Kinh, 112 đến 140 là của Belios. Một nửa quyển 140 là ở tại Nga. Tôi nhắc lại, bộ này có 140 quyển. Thì quyển thứ nhất cho đến quyển 55 là bộ in là bộ sưu tập của ông Sten. 56 cho tới quyển 111 là bộ sưu tập ở Bắc Kinh. 112 cho đến một nửa quyển đầu của 140 là bộ sưu tập của ông Belios ở Pháp, và nửa quyển 140 là bộ sưu tập ở thư viện của Nga. Đặc điểm của bộ này á, thứ nhất á là chỉ in các thư tịch bằng Hán văn. Thứ hai là khổ nhỏ, cái size nhỏ, cho nên là khó đọc. Này có 140 quyển thì mỗi quyển có khoảng 700 trang, là nhiều không quý vị? Mà nó gần bằng bộ Đại Chính Tông Tu. Đại Chính Tông Tu như vậy là 100 quyển, mỗi quyển 1000 trang. Cái này 140 quyển, mỗi quyển 700 trang, tương đương với bộ Đại Chính Tông Tu. Khổ là 20-28 thì gần bằng cái khổ A4 chúng ta. Rồi chưa? Qua bộ thứ hai. Bộ thứ hai là Anh Tạng
Đôn Hòa, Văn Hiến, nên là Tứ Xuyên, Nhân Dân, Phước Phản Xã. Năm 1990 có 14 huyện, khổ 38-27, mỗi huyện có 250 trang. Anh Tạc, Đôn Hoàng, Văn Hiến, Tứ Xuyên, Nhân Dân, Xuất Bản Xã, tức là bộ này chỉ in các Văn Hiến, Đôn Hoàng mà được lưu trữ tại Anh Quốc, là do nhà xuất bản Nhân Dân là Tứ Xuyên, có 14 huyện, khổ đó là 38-27, và mỗi huyện có 250 trang. Thì đặc điểm của bộ này là in các bộ bằng Hán văn, nhưng không phải của Phật giáo, tức là Hán văn nhưng mà nói về địa lý, về chính trị, về ngôn ngữ vân vân, không thuộc về kinh điển Phật giáo. Và điểm thứ hai nữa là khổ nó lớn và in khổ dễ đọc. Sang qua bộ thứ ba rồi chưa? Thứ ba là Pháp Tạc, Đôn Hoàng, Tây Vực, Văn Hiến. Và bộ thứ hai là Pháp Tạc, Đôn Hoàng, Tây Vực, Văn Hiến, Thượng Hải, Cổ Tịch, Xuất Bản Xã, vào năm 1995. Này có 34 huyện, khổ cũng là 38-27, và mỗi một huyện là có 250 trang. Thì tôi nói lại là ở đây, tức là bộ này ghi là tất cả những văn hiến ở Tây Vực và Đôn Hoàng được lưu trữ tại nước Pháp. Thì ông Pelliot, ông ta tới Đôn Hoàng năm 1908. Ông ta ở lại, ông ta đọc các văn bản trong Đôn Hoàng trong vòng 3 tuần. Nhưng mà ngoài ra ông ta còn lại 8 tháng, ông ta ở Đôn Hoàng tất cả gần 9 tháng. Ông ta ở trong đọc các văn bản của ông Vương Yêu Lục khoảng 3 tuần. Còn lại hơn 8 tháng là ông ta đi, ông ta sưu tập và ông ta khai quật các cái vùng xung quanh. Ở các cái vùng xung quanh đó, cho nên ông ta có thêm một số các văn bản nữa, chứ không phải là chỉ có ở Đôn Hoàng không. Ông Sten thì ông ta tới, ông ta mua xong ta về. Còn ông Pelliot này thì ông ta tới Đôn Hoàng, ông ta mua, và ngoài ra ông ta còn đi khai quật, ông ta đi tìm kiếm một số vùng ở xung quanh đó. Cho nên ở đây nó gọi là các văn hiến ở vùng Tây Vực và Đôn Hoàng được lưu trữ tại Pháp Quốc. Thì đây là do cái công ty gọi là Cổ Tịch của Thượng Hải in 34 quyển, và khổ cũng lớn, và mỗi quyển có 250 trang. Thì đặc điểm là bộ này in tại toàn bộ sưu tập của ông Pelliot. Và bộ thứ tư, Quốc gia đồ thư quán Tạc, Đôn Hoàng, Di Thư, Bắc Kinh, Đồ Thư Quán, Xuất Bản Xã, năm 2005, 103 quyển, mỗi quyển 450 trang, khổ 38 nhân cho 27. Bộ thứ tư là Quốc gia Đồ Thư Quán Tạc, Đôn Hoàng, Di Thư, Bắc Kinh, Đồ Thư Quán, Xuất Bản Xã, năm 2005, có tất cả là 103 quyển, mỗi quyển 450 trang, mỗi trang là khổ 38 x 27, tức là tất cả những thư tịch còn sót lại ở Đôn Hoàng mà được lưu giữ tại Thư Viện Đồ Thư Quán, tức là Thư Viện Quốc gia, tức là của Trung Quốc, là do là Thư Viện Bắc Kinh xuất bản năm 2005. Thì bộ này, đặc điểm bộ này tức là in lại đầy đủ tất cả những sưu tập ở của Bắc Kinh, kể cả Hán văn và các ngôn ngữ khác, kể cả Phật giáo cũng như không phải Phật giáo, đều ghi lại rất là đầy đủ và rất là nhiều. Ta thấy nó tới 103 quyển.
Bộ thứ năm, Nga Tạng Đô Hoàng Văn Hiến, do Thượng Hải Cổ Tịch Bản Xã, năm 1992, có 17 quyển, bộ 38 nhân cho 27, mỗi quyển có 400 trang. Bộ thứ năm là Nga Tạng Đô Hoàng Văn Hiến, tức là Văn Hiến ở Đô Hoàng mà được lưu trữ tại Nga, là do nhà xuất bản gọi là Cổ Thư Tịch của Thượng Hải xuất bản vào năm 1992. Thì bộ này thì ít thôi, chỉ có 17 quyển, mỗi quyển thì có 400 trang và cũng in theo khổ lớn là 38-27, do đó cho nên là đọc rất là dễ. Bộ thứ sáu, Bắc Kinh Đại học Đồ Thư Quán Tạng Đô Hoàng Văn Hiến Thượng Hải Cổ Tịch xuất bản xã, năm 1995, chỉ có 2 quyển, khổ 38-27, và mỗi quyển 300 trang. Cái bộ thứ tư đó là ở tại Thư viện của Bắc Kinh, còn cái bộ này là của Thư viện của Đại học Bắc Kinh, nó khác. Cái tờ của Thư viện Bắc Kinh nó là Thư viện Quốc lập, còn này là cái Thư viện của Đại học Bắc Kinh, cho nên nó chỉ có 2 quyển thôi. Bộ thứ bảy, Thượng Hải Bác Học Quán Tạng Đô Hoàng Thổ Lỗ Thiêm Văn Hiến. Thổ Lỗ Thiêm, đây là tên một địa danh, tức là địa danh trên ngọn núi Tu Lô Phăng. Thổ Lỗ Thiêm đó là các văn hiến của Thổ Lỗ Thiêm và Đô Hoàng được lưu giữ tại đâu quý vị? Bác Học Quán là gì? Là viện bảo tàng, viện bảo tàng của Thượng Hải. Tức là ở đây không những chỉ có về văn hiến của Đông Hoàng mà của cả cái vùng gọi là Thổ Lỗ Viên, cái vùng Tây Vực ngày xưa thuộc Tây Vực. Thổ Lỗ Viên. Quyển thứ bảy, Thượng Hải Bác Luật Quán Tàng Đô Hoàng Thổ Lỗ Viên Văn Hiến, Thượng Hải Cổ Tịch xuất bản xã. Thì bộ này cũng chỉ có 2 quyển thôi, mỗi quyển có 400 trang, khổ 38-27. Cái này là ở Thư viện của Thượng Hải. Bộ thứ 8, Thượng Hải Đồ Thư Quán Tạng Đô Hoàng Thổ Lỗ Thiên Văn Hiến, Thượng Hải Cổ Tịch xuất bản xã, này xuất bản năm 1999, có 4 quyển, mỗi quyển có 400 trang, khổ là 38 nhân cho 27. Bộ thứ 9, Thiên Tông Thị, tức là thành phố Thiên Tông, nghệ thuật, Thiên Tông Thị nghệ thuật, Bác Vật Quán Tạng Đô Hoàng Văn Hiến, Thượng Hải Cổ Tịch xuất bản xã, này năm 1996, có 7 quyển, mỗi quyển có 400 trang, khổ của trang là 38 nhân cho 27. Bộ cuối cùng, Quốc lập Trung ương Đồ Thư Quán Tạng Đô Hoàng Quyển Tử Thạch Môn Đồ Thư Công Ty Thạch Môn, 6 quyển nhân cho 200 trang, 38 nhân cho 27. Chú Quyển Tử là sách mà gấp xong mình mở nó kéo dài ra mình như là so đó, là Quyển Tử, tức là sách ngày xưa in đó. Nhưng mà quyển sách thế là khi mà đọc á mới dở ra như vậy,
À, giờ ra như vậy, đọc từng trang ra như vậy, và quyển tử ra là đầu tiên mà in đại tạng rồi nhà tổng in đó, đó là chưa có đóng gãy như bây giờ mình là đóng gãy, mà ngày xưa là gấp một quyển nó dài xong rồi gấp lại như vậy, khi mà đọc á thì mà dở ra như vậy thì đó là quyển tử. Thì đây bộ sưu tập này là của ở Trung ương Quốc lập đây, tức là của Đài Bắc ở Đài Loan. Năm 76 nó có 6 quyển, mỗi quyển 200 trang, cũng có 28 đến 27. Quốc lập Trung ương Đồ Thư Quán Tạng Đôn Hoàng Quyển Tử Thạch Môn Đồ Thư Công Ty xuất bản năm 1976, có 6 quyển, mỗi quyển 200 trang, có 38 đến 27. Đó thì nếu như quý vị muốn sau này mà cũng muốn nghiên cứu về các văn bản Đôn Hoàng thì chúng ta tìm các quyển đó chúng ta đọc, và còn không thì chúng ta yêu cầu nhà trường mình mua các quyển đó về để thư viện, tại vì ở các thư viện lớn trên thế giới thì người ta đều có hết, thì học sinh có cái quyền lợi, có cái yêu cầu. Thì thường thường khi mà mới vào học á thì nhà trường phát cho các học sinh một cái tờ là tờ một cái tờ phiếu vậy, tức là mình yêu cầu mình thấy có quyển sách gì mà bổ ích cho cái việc học của môn mình đó, mà năm nào tờ sách chủ đề như thế nào, năm nào do ai xuất bản, mình cứ ghi mình yêu cầu nhà trường thì nhà trường sẽ xem xét và theo đúng để người ta để trong thư viện để phục vụ chung. Và thì đó là theo các cái quy tắc ở các cái trường khác nó là như vậy. Ở đây mình cũng nên yêu cầu nhà trường các có các bộ như vậy. Bây giờ mình không cần đi đâu xa hết, mình muốn đọc thì mình cứ có đó mà mình đọc. Tôi nghĩ cũng không có nhiều tiền, tôi ta nghĩ đây.